cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chạy âm giai đô trưởng lá thứ ở trung ba với là điệu slow. Thì trong bài mình sử dụng với hợp âm là đô trưởng, lá thứ, rê thứ, son trưởng, đó là bốn hợp âm mình sử dụng. Tất nhiên các mẫu âm giai đô trưởng lá thứ các bạn đã biết rồi, mình hướng dẫn bài trước, các bạn xem kỹ và đánh thật nhuyễn, đánh ở trung ba và trung hai. Thì các bạn biết rồi đấy, cái trùng ba là 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Còn cái điệu slow gì? Cũng là 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Đó. Đó, cơ bản là nó cũng là trùng ba. Nếu mà các bạn nhịp 1, 2, 3, 1, 2, 3 thì nó đây là trùng 3. Thì bây giờ, trùng 3 và điệu slow nó liên quan gì với nhau? Nó là hai, nó kiểu là trùng 3 mà các bạn có thể đánh kết hợp với nhau. Đơn giản thế này, mình đang đánh 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Đó, hoặc là mình đánh lá thứ. Mì thứ. Các bạn thấy không, mình có thể đánh một nửa điệu slow bát 3-2 ví dụ vậy đi, hoặc mình ba nốt sau mình có thể đánh ba nốt trong âm giai. Ban đầu các bạn không cần phải đánh chính xác các nốt trong hợp âm mà các bạn chỉ cần chạy âm giai được rồi. Ví dụ như là đô đánh kết hợp điệu slow và trùng ba. Các bạn nhưng khi các bạn đánh điệu slow nha, mình đã hướng dẫn rất kỹ bài trước rồi. Đó là đánh đúng nhịp 1 2 3 rất rõ ràng. Sau đó các bạn mới kết hợp được. Đó. Đánh rất kỹ đúng nhịp. Sau đó các bạn, bây giờ trong đầu bạn chỉ có là 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Đó. Thì các bạn sẽ kết hợp giữa hai cái. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Đó. Các bạn chỉ làm như thế, một thời gian các bạn quen rồi. Quen nhịp rồi. Thì các bạn đang đánh như này. Làm như thế quen sau này các bạn có thể ngầu hướng kiểu vậy á, các bạn có thể đánh kết hợp với bát, chạy bát nữa. Thường thường là 1 2 3 1 2 3, nếu các bạn đánh nốt liên tục ấy thì bát nó sẽ đánh trúng với cái số 1. Ví dụ như là đó là cách để các bạn đánh âm giai cùng với điệu slow ở trùng ba. Tất nhiên có nhiều trùng, trùng 2, trùng 4, trùng 8, trùng 3 thì có là trùng 6 nữa. Các bạn có thể kết hợp, nhưng mà mình sẽ nói kỹ hơn. Các bạn có thể theo dõi trực tiếp ở kênh mình, thì mình sẽ cập nhật từ từ. Còn các bạn muốn biết ngay thì các bạn có thể tới gặp trực tiếp mình, hoặc có thể xem qua kênh online của mình. Bạn có thể xem giáo trình online của mình. Mình cập nhật các bài giảng ở trên đó.